Kiếp trước là một kẻ bất tài, vô dụng, kiếp này lại trở thành anh hùng cứu thế. Mộc Ly liên tiếp diệt trừ thế lực xấu, ngay cả đám dị tộc ngoài hành tinh cũng bị cậu tiêu diệt sạch. Nhưng chiến tranh kết thúc, những cuộc chia lìa lại kéo đến. Ở tập trước chúng ta đã biết, Giao Cơ nhận được lệnh triệu hồi từ Thiên Cung, nên cô đã rất buồn khi phải chia xa với Mộc Ly. Để cho Mộc Ly hiểu rõ hơn, anh chó lại lấy từ trong miệng ra vật thể hình cầu màu đen. Trong đó phản chiếu hình ảnh của vài người, họ đang cùng nhau đi vào một ngôi chùa. Theo lời anh chó nói, đa số bọn họ đều là đệ tử kế thừa kiếp đó của Thượng Cổ Tiên Hiền Đạo Thống. Đây cũng chính là sứ mệnh của Giao Cơ thần nữ. Nhưng Mộc Ly vẫn không hiểu tại sao Thiên Phong đã mở, Thượng Cổ Tiên Hiền trực tiếp đem truyền thừa ban cho hậu nhân. Nhưng những Thượng Cổ Tiên Hiền đó đang bày trò gì? Rồi nhìn vào anh chó, cậu cũng tò mò tại sao tu vi của nó chả tăng lên tí nào. Anh chó nổi giận, đứng dậy rồi vỗ ngực giải thích. Sứ mệnh của ta chính là một thân toàn bảo này, ta phải khôi phục toàn bộ chúng. Nhìn Mộc Ly có vẻ khinh thường mình, anh chó lại càng tức thêm. Nó lao vào cắn xé Mộc Ly, nhưng lúc này Giao Cơ lại nói, đã đến lúc cô phải đi rồi. Mộc Ly đành buồn bã tiễn Giao Cơ một đoạn. Một lúc sau, hai người đã đến cổng vào Thiên Cung, có hai người quỳ xuống trước mặt cậu và nói. Thiên Cung đã mở phong ấn, bọn họ sẽ canh gác ở đây, không cho ai vào làm loạn. Rồi họ đưa cho Mộc Ly vài thánh quả quý hiếm. Họ còn nói bây giờ những linh quả này trong Thiên Cung đã không còn hiếm nữa. Mộc Ly còn chưa kịp nhận thì anh chó đã nhanh tay vồ lấy và ăn một cách điên cuồng. Mặc kệ Mộc Ly có nói nó thế nào thì nó vẫn ăn một cách ngon lành. Một lúc sau, bọn họ đã đi tới Thiên Cung, Giao Cơ đưa cho Mộc Ly một túi đào tiên, bảo cậu đem về chia đều cho mọi người. Sau đó cô lại tự tay mặc lên người Mộc Ly một chiếc pháp y. Cái này có thể chống lại đòn tấn công của vạn vật. Sau rất nhiều lời căn dặn, cuối cùng giây phút chia ly đã đến. Mộc Ly ôm Giao Cơ vào lòng, có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối, sau này không biết còn có cơ hội gặp lại nhau không nữa. 3 tháng sau, Mộc Ly dùng những quả đào tiên mà Giao Cơ cho để tu luyện. Anh chó chúc mừng vì cậu ta đã sắp chứng đạo. Nhưng Mộc Ly đã lĩnh ngộ quá nhiều pháp tắc, chứng đạo một lúc sẽ rất khó. Nhưng không có gì là không thể, có công mài sắt có ngày nên kim. Sau đó, anh chó vươn vai, nói nhiệm vụ đã xong bây giờ đã đến lúc nó phải đi. Cảm thấy từng người cứ thế rời ra xa mình, Mộc Ly vô cùng buồn bã. Ngay cả con chó duy nhất để bầu bạn, bây giờ cũng đòi đi. Trước khi đi, anh chó tặng cho cậu một vật kỳ lạ. Sau khi dặn dò xong, anh chó bước vào vòng xoáy thời gian và biến mất. Cậu lại trở về ngôi nhà của mình, nhìn thấy Mộc Hân. Cậu cũng lo sợ một ngày nào đó, cô cũng sẽ rời xa mình như bao người khác. Nhưng Mộc Hân là thần nữ, việc cô muốn ở cạnh ai thì không ai có thể ngăn cản. Đúng là thần nữ vẫn luôn là một người lợi hại. Sau đó cậu dẫn Mộc Hân vào cổ thành chơi. Bọn họ đi đến phủ thành chủ, vừa nhìn thấy Mộc Ly. Tiểu Bạch đã tỏ ra vui mừng, liền đưa hai tay sờ soạng khuôn mặt đẹp trai của cậu. Điều này đã khiến Mộc Hân nổi cơn ghen, ngửi thấy mùi giấm chua, Tiểu Bạch đành phải buông tay và ngồi xuống. Nhìn Mộc Ly có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì, Tiểu Bạch liền đưa ra lời khuyên. Sau khi nghe những lời Tiểu Bạch nói, Mộc Ly như được thông não. Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, Mộc Hân ghen đến nỗi sắp rớt cả con mắt ra ngoài. Ông lão chủ thành cũng đi đến và nói, bây giờ chỉ còn thiếu một nguyên liệu nữa là Tiểu Bạch có thể ngưng tụ. Đó chính là Thái Âm Hồn Mộc, thứ này trái đất không có. Có lẽ Mộc Ly lại phải vất vả một chuyến rồi. Mộc Ly lại dẫn Tiểu Bạch ra hồ sen để nói chuyện. Tiểu Bạch rất vui mừng khi biết mình sắp có cơ thể, nhưng cô còn muốn có một bộ ngực cực khủng. Hai người quá thân thiết, làm cho cơn ghen của Mộc Hân lại dâng trào. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện điều gì đó, tiếp đó thì biến mất trong nháy mắt. Ở bên ngoài trái đất, có một kẻ dị tộc đang nhắm vào Mộc Ly. Mộc Hân định ra tay trừ khử thì có một ai đó đã ngăn lại. Nhưng cô ngang bướng không chịu nghe, người thần bí lại nói. Sức mạnh của cô còn chưa hồi phục hoàn toàn, mạo hiểm sẽ khiến đám người bất hủ chú ý. Mộc Ly cũng cần trưởng thành, nếu cô cứ che chở thì sẽ chỉ làm hại cho cậu ấy. Nghe người thần bí nói vậy, Mộc Hân cũng dần buông lỏng cánh tay xuống. Ông lão chủ thành có vẻ cũng phát hiện ra, ông nhanh chóng bảo Tiểu Bạch đi nói với Mộc Ly là người của Thái Âm đến rồi. Mộc Ly cũng đã đoán trước được chuyện này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Ở một diễn biến khác lại phía tây trái đất, những người ngoài hành tinh đang thu thập những viên đan gì đó. Lúc này, Mộc Ly cũng đã đến, cậu đã chạm mặt với tên thủ lĩnh của bọn người Thái Âm. Vừa gặp nhau, hắn ta đã gạ gẫm Mộc Ly, nếu đầu hàng thì cậu sẽ giữ được mạng sống. Đồng thời còn được hắn truyền thụ công pháp thần kỳ. Nghe cái công pháp kỳ lạ, Mộc Ly vẻ mặt khó hiểu. Tưởng rằng Mộc Ly đã lay động, hắn liền cho Mộc Ly xem qua. Mộc Ly nhìn qua rồi cười lớn, thì ra công pháp này là giả. Nhưng loại công pháp này dù là đại thần cũng chưa chắc đã hiểu được. Vậy mà Mộc Ly lại dễ dàng nhận ra, điều này khiến hắn cũng khá kinh ngạc. Hắn tiếp tục gạ gẫm Mộc Ly, nhưng bị cậu ta từ chối thẳng thừng. Nói không được vậy thì đấu một trận, hắn lập tức tạo nên một pháp trận trói chặt Mộc Ly. Nhưng Mộc Ly lại dễ dàng thoát ra được. Nhìn thấy Mộc Ly mạnh như vậy, hắn lại càng muốn có được Mộc Ly.
Lần này hắn ta đã sử dụng pháp tắc cướp đoạt, một luồng sức mạnh đen xì bao vây lấy cậu. Trong thời khắc nguy hiểm, Mộc Ly đã kịp dùng pháp tắc không gian để chống lại. 3 lần 7 lượt đều bị thất bại, hắn hét lên. Iazo ra những sức mạnh bạo phá khủng khiếp, Mộc Ly cũng bị đánh bay. Cứ nghĩ rằng Mộc Ly đã bị đánh cho tơi bời. Nhưng ai ngờ, cậu ta nhờ vào sự bảo vệ của cái áo. Những đòn tấn công của hắn ta cứ thế bị hóa giải. Liên tiếp bị Mộc Ly hóa giải chiêu thức, hắn ta lại ra đòn mới. Chỉ thấy hắn triệu hồi sức mạnh lên bàn tay, sau đó thì ném mạnh vào Mộc Ly. Mộc Ly cũng biết mình không thể chống chịu thêm được nữa, phải tìm cơ hội phản công. Thấy hắn không chú ý, Mộc Ly đã nhân cơ hội chém hắn ta một cái. Điều này khiến hắn nổi giận, hai người, ngươi một chiêu, ta một chiêu. Tiếng nổ không ngừng vang lên giữa trời đêm yên tĩnh. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Bạch đã xuất hiện kịp thời. Cô dùng thuật công phá linh hồn đánh bất ngờ vào hắn. Mộc Ly nhân cơ hội cũng lao lên tặng cho hắn vài cú đấm ngàn cân. Hai người kết hợp rất ăn ý, đã đánh cho hắn bị trọng thương. Nhục nhã vì bị một người nhỏ bé trên trái đất đánh cho tơi bời, hắn gồng mình, lấy hết sức. Một sức mạnh khủng khiếp từ người hắn phát ra, Mộc Ly lại bị hất văng lần nữa. Sức mạnh này còn mạnh hơn cả 100 quả bom nguyên tử cộng lại. Tiểu Bạch chỉ biết gọi Mộc Ly chạy đi, nhưng hắn đâu dễ buông tha như thế, hắn lập tức đuổi theo sau. Hai người cứ thế rượt đuổi nhau, bay từ châu Á đến châu Phi, rồi bay luôn đến Bắc Cực. Gần đến một ngọn núi tuyết, Mộc Ly tăng tốc, hắn cũng tăng tốc theo. Nhưng Mộc Ly lập tức thay đổi phương hướng, còn hắn vì bay quá nhanh, không làm chủ được tốc độ, nên đã đâm vào một ngọn núi tuyết. Biết mình dính bẫy, hắn tức lắm. Không ngờ ra đầu còn bị một tên miệng còn hôi mùi sữa lừa. Lập tức hắn triệu hồi trùy thần. Trùy thần này cũng rất đặc biệt, nó còn biết cả nói tiếng Việt. Mộc Ly nhận ra đó là một món thần khí sở hữu toàn bộ thần ý và ý thức độc lập. Bây giờ nó còn chưa nhận chủ. Tên đó bắt đầu nhờ vả trùy thần. Nhưng hắn ta bị trùy thần chửi lại thậm tệ. Đường đường là một đại năng mà lại đấu với bán bộ đại năng. Còn bị cậu ta ép đến mức phải mượn sức mạnh của ta để đối phó. Ngươi đúng là rác rưởi. Nhưng hắn ta vội giải thích, tên bán bộ đại năng này rất đặc biệt, hắn đã đại chiến 300 hiệp mà vẫn chưa thể đánh bại. Rồi cây trùy ra điều kiện, nếu muốn dùng sức mạnh của nó thì phải cống nạp cho nó 2 món tiên khí. Hắn ta còn mặc cả xuống một vật, nhưng cây trùy này rất biết nắm bắt tâm lý. Nó dọa nếu không đồng ý thì nó sẽ đi ngủ tiếp. Hắn ta suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, nhưng hắn căn dặn chỉ đánh trọng thương chứ không lấy mạng. Nhận được sự trợ giúp của cây trùy, sức mạnh của hắn lập tức tăng vọt. Trước sức mạnh khủng khiếp này, Mộc Ly đã bị đánh đến bầm dập người. Ở một bên khác, Mộc Hân cũng đã chứng kiến toàn bộ. Nếu không phải Mộc Ly có cơ thể mạnh mẽ và lại được pháp y che chở, có lẽ đã bị đánh tan thành cho bụi. Rồi cô tung ra một thứ gì đó, bây giờ chỉ còn cách đợi xem cây gậy như ý có bằng lòng giúp đỡ hay không. Gã người Thái âm này vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn cầm cái chùy và lao lên. Trong thời khắc nguy hiểm này, Mộc Ly đành phải khởi động cấm thuật trong đầu, sau đó sẽ trọng thương hoặc rơi vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng. Đang định ra tay thì bỗng một giọng nói vang lên. Không được, còn chưa biết là ai. Thì dưới Long Cung, cây gậy đã rung chuyển và bay khỏi mặt nước. Một luồng sức mạnh lập tức bao trùm lấy Mộc Ly, khiến cho tên kia kinh ngạc suýt rớt con người ra ngoài. Hóa ra là cây gậy kim cang như ý đã đến kịp lúc, bảo vệ được tính mạng của Mộc Ly. Hắn ta sợ hãi, vội lùi ra sau vài bước. Mộc Ly còn chưa hiểu vì sao cây gậy lại xuất hiện để bảo vệ cậu. Cây gậy đã lên tiếng hỏi về tung tích của Tôn Ngộ Không. Thấy Mộc Ly ngây ngô, cây gậy như cũng đã hiểu mọi chuyện. Nó kêu Mộc Ly đứng dậy, nó sẽ giúp Mộc Ly một tay. Không ngờ cây gậy chỉ thờ một chủ, bây giờ lại chịu giúp đỡ Mộc Ly. Có cây gậy như ý trong tay, sức mạnh của Mộc Ly đã tăng cao. Cây chùy biết được sức mạnh của cây gậy kinh khủng cỡ nào, nó đâu có ngu mà tự tìm đường chết. Thế là cây chùy thần nhanh chân tẩu thoát. Nhờ vào sức mạnh của gậy như ý, Mộc Ly dễ dàng đánh bại tên ác ma này. Chỉ một gậy đã khiến hắn hồn phi phách tán. Cây gậy cũng lập tức bay ra khỏi tay Mộc Ly, thì ra nó đi tìm cái chùy thần. Chỉ một đánh đã khiến chùy thần rơi xuống đất. Sau đó cây gậy tặng lại cái chùy này cho Mộc Ly. Chùy thần không muốn nhận một tu sĩ còn con này làm chủ nhân, nó lập tức từ chối. Nhưng cây gậy đã kể lại cho nó nghe về những chiến công hiển hách của Mộc Ly. Và dưới sự đe dọa của cây gậy, cuối cùng nó cũng phải khuất phục. Vậy là Mộc Ly đã có thêm một vũ khí mới. Con đường trừ ma diệt ác của cậu đã có thêm một người bạn đồng hành. Tập phim của chúng ta đã khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để xem những bộ phim đặc sắc khác nhé!